quay trở lại với mình. Mọi người ơi, mọi người khỏe không? Hi. Hi. Hi mọi người, xin đi. Xin đi đây. Hi. Hi mọi người, xin đi hai đi. Hi, xin đi hai đi, xin đi. Xin đi, nghe mà nói không? Xin đi hai đi. Hi. Phải ép buộc nó hai mọi người ơi. Nó không chịu hai gì hết trơn á, sorry mọi người. Thì hôm nay cái video này nè, mình muốn chia sẻ đem cho tất cả mọi chị em phụ nữ của chúng ta từ khoảng 18 tuổi trở lên tới 60-70 tuổi luôn ha. Mỗi ngày mình uống bao nhiêu loại vitamin khoáng chất ngoài cái việc mình ăn uống ra mọi người ha. Mình được uống rất là nhiều loại vitamin khác nhau. Lúc ở Việt Nam thì mình không có uống bất cứ một cái loại thuốc vitamin nào hết trơn để hỗ trợ chăm sóc da mặt cũng như tóc hay là móng tay hay là sức khỏe của mình hết á. Bước chân qua Mỹ giờ thì mẹ chồng của mình á, là mẹ chồng mình cũng có uống những cái loại vitamin này. Và mẹ chồng mình á, kêu mình thì nên làm phụ nữ nên uống đi. Cho nên là cũng sẽ có thiếu rất là nhiều khoáng chất, da sẽ không đẹp, tóc nó cũng sẽ không đẹp hơn á. Cho nên kêu mình uống. Và bên cạnh đó là chồng của mình á, cũng kêu mình uống đi. Ở đây có rất là nhiều loại vitamin rất là tốt cho sức khỏe nữa. Cho nên ông xã mình đã mua cho mình uống. Hôm nay tất cả những cái mà mình để, tất cả những chai lọ mình để trên bàn này nè, mọi người thấy không? Thì đều là những loại vitamin tốt dành cho sức khỏe của chị em phụ nữ. Tất cả những thứ này dành cho đàn phụ nữ thì cũng có tất cả những loại thứ giống như hệt dạy mà dành cho đàn ông có hết, nhưng mà ở đây mình chỉ review cho phụ nữ thôi. Còn cái video sau của mình á, thì mình sẽ review những cái thuốc mà những cái vitamin mà dành cho đàn ông mọi người ha. Thì bây giờ mình làm cho phụ nữ trước, vì mình là phụ nữ mà. Và mọi người cũng biết rồi, thì làm phụ nữ chúng ta ai cũng quan tâm tới sắc đẹp. Thứ nhất là tóc ha, tóc rồi da rồi răng rồi móng tay móng chân vân vân, ai cũng để ý tới những cái vấn đề đó. Thì tại sao để ý tới những vấn đề đó? Thì phụ nữ chúng ta thường là sanh con, có bào và sanh con và cho em bé bú ha, thì nó sẽ rất là mất sức lực, tiêu hao và tốn những cái vitamin của mình để truyền qua cho con mình á. Thì mình cần có những cái chất đó để bổ sung vào trong người mình để giúp mình, để giúp cho con mình nó khỏe. Thì lúc mà mình mang bầu thì mình cũng được uống những chất sắt hay là những canxi hay DHA gì đó dành cho em bé để em bé hấp thụ. Thì mình sau sanh, mình sanh rồi thì phụ nữ chúng ta thường là thiếu canxi và thiếu sắt, cho nên là thường phải uống những cái thứ đó để bổ sung vô để cho giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Thì mỗi ngày, thường ngày ngồi những cái việc mình ăn cơm, uống sữa ra, thì mình thường uống những cái loại vitamin nào? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người để mọi người biết ha. Trước tiên là một thứ không thể thiếu, đó là vitamin C. Mọi người thấy không? Thấy chai vitamin C không? Vitamin C không? Thấy không? Thì vitamin C nên rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải cần hỗ trợ cái này. Ví dụ mình không được ăn cam bữa hay uống nước chanh này như thế nào đó, thì cái vitamin C này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta được có nhiều chất đề kháng hơn đó. Cái thứ hai nữa, mình có hai loại vitamin C, là đang có đây một loại này nữa. Cái này là cái hai hãng khác nhau, hai hãng. Thì cái này là dạng ngậm, còn cái dạng cái này là dạng uống. Thì đây cũng là vitamin C mọi người ha. Cái thứ ba nữa mình uống nữa là lá cái dầu cá. Mọi người thấy cái dầu cá không? Đó. Cái dầu cá này rất là tốt cho sức khỏe, nó hỗ trợ cho tim mạch được khỏe mạnh vậy đó. Và mình uống thêm collagen. Mọi người thấy collagen không? Collagen này thì nó sẽ giúp cho mình tóc nè, da, móng chân, móng tay. Thì ở đây mình có hai cái, hai loại. Ở đây mình có hai loại luôn, mọi người thấy không? Thì hai loại này là dạng giống như là viên kẹo vậy đó. Loại này là dạng uống. Thì mình uống luôn hai loại, một ngày mình uống cái này, một ngày mình uống cái này, qua ngày hôm sau thì mình uống cái này. Tại vì mình thấy nó hai loại đều tốt hết, cho nên mình chia nhau ra mình uống. Cái kiểu là như vậy đó, mọi người hiểu mình không? Còn đây là vitamin E. Thì vitamin E nó có tác dụng như thế nào thì chắc là tất cả mọi người đều biết. Mình uống vitamin E nữa mọi người nè. Rồi đây là canxi. Thì phụ nữ của chúng ta là thường là sanh con đó, cho nên nó hay thiếu hụt canxi á, cho nên mình uống canxi nữa. Và đây là vitamin D. Mọi người thấy vitamin D không? Để cho mẹ con. Mày đưa cho con nè. Xin đi qua đây mày đưa cho. Qua bên này. Thì vitamin D này thì thường ở Mỹ. Con lái đi. Thì mình sẽ uống thêm là vitamin D3. Thì vitamin D3 này á, là nó giúp mình hấp thụ thức ăn đó mọi người. Còn biết vì sao không? Ở đây á,
thời tiết nó không có nắng gắt giống như Việt Nam, nó đợi nó vẫn có nắng, nhưng mà thực ra là nắng á, mình nhiều khi mình đâu có đi ra ngoài phơi nắng nhiều đâu, cho nên cái vitamin D này nó cũng rất là tốt cho sức khỏe, cho nên mình cũng uống vitamin D này. Và đây là vitamin B12. Thì vitamin B12 nó có tác dụng như thế nào đối với cơ thể chúng ta thì mọi người có thể lên Google và sẽ biết được nó sẽ tốt như thế nào mọi người ha. Đó là tất cả những cái loại vitamin khoáng chất, những cái loại thuốc bổ mà mình đã uống. Nhất là chị em phụ nữ nào mà có về tóc, về da mà yếu thì mọi người nên tìm mua những cái loại như thế này nè. Những cái loại như thế này nè mọi người thấy không? Thì để uống để hỗ trợ tóc, để hỗ trợ da, để hỗ trợ móng tay móng chân cho được cứng, để cho được khỏe mạnh á. Ở Mỹ này á mọi người biết không, người ta rất là quan trọng về sức khỏe. Sức khỏe đó của người ta rất là quan trọng, cho nên người ta họ hay sản xuất ra những cái loại thuốc bổ, những cái loại vitamin, những cái loại mà để hỗ trợ cho cơ thể phát triển khỏe mạnh á. Vì lỡ cho mình có ăn uống không đủ chất, hoặc giả là mình ăn uống nhiều dầu mỡ, hay là mình không có thời gian mình ăn nhiều đồ ăn do bận làm, hay là mình ăn nhiều khi mình ăn những cái thứ mình vô trong người mình mà rất là ngon nhưng mà nó không có bao nhiêu chất bổ, nó không có bao nhiêu vitamin nha. Sydney đừng có chị em phụ nữ của chúng ta thì hãy cố gắng, dù mặc dù đi làm cực khổ vất vả nhưng mà dù cho lo cho gia đình, lo cho chồng cho con kiểu nào thì mình cũng phải dành một chút ít thời gian, mình sẽ dành một chút ít tiền bạc chứ, để chăm sóc bản thân mình, để chăm sóc cơ thể của mình nó được mạnh khỏe, khỏe mạnh hơn, để đẹp hơn trong mắt của mọi người. Thứ nhất là đẹp hơn trong mắt ông xã của mình, thì thứ hai nữa là để mình có sức khỏe, để mình mới có sức khỏe để mình chăm lo cho gia đình chứ, đúng không mọi người? Thì mọi người hãy tin mình đi, những gì mình nói là sự thật đó. Hồi trước thì mình ở Việt Nam thì mình cũng không có uống nhiều những cái loại thuốc đến như vậy đâu, tại vì thứ nhất là kinh tế tiền bạc nó cũng không cho phép mình, thứ hai là mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện đó, vì lúc đó mình nghĩ là mình còn trẻ còn khỏe thì người mình sẽ có nhiều chất đề kháng trong cơ thể của mình nhiều, cho nên mình không quan tâm tới những cái loại thuốc để hỗ trợ như thế nào này. Thì những thực phẩm này thường là người ta nói là thực phẩm chức năng, nhưng đây người ta bán rất là nhiều, tôi bán nhiều lắm, bán đủ loại mọi người thấy không, loại gì cũng có hết trơn, mà rất là đặc biệt, rất là tốt cho sức khỏe. Người ơi, mình cũng xin nói thêm một lần đó là mình không hề quảng cáo cho những sản phẩm này ha. Những sản phẩm này chỉ là những sản phẩm mình đang uống, mình đang xài, mình cảm thấy nó rất là tốt, nó rất là hiệu quả, cho nên mình muốn chia sẻ đến cho tất cả chị em phụ nữ, chứ mình không hề quảng cáo cho những sản phẩm này mọi người nhé. Thì mình cũng đi bác sĩ và cũng khám định kỳ 6 tháng một lần, từ lúc qua Mỹ đến giờ cũng tới cũng khám sức khỏe, và mình cũng hỏi thăm ý kiến bác sĩ là mình cũng có uống bổ sung thêm những thứ vậy đó, để cho bác sĩ biết tình trạng sức khỏe của mình, biết mình đang xài uống những cái loại thuốc nào á. Mình nghĩ tất cả mọi người chắc lại là cũng giống như mình thôi, vì nếu như không ai có bệnh nan y gì, những người bình thường giống như mình cũng nên hỗ trợ những cái loại vitamin, những cái loại khoáng chất, những cái collagen để tốt cho tóc, da, mặt mũi vậy đó, rồi tốt cho răng, tốt cho móng chân, móng tay, thì nó cũng rất là hữu ích đó. Thì mọi người biết không, khúc của mình còn trẻ, chính bản thân mình này, ở cho biết tới năm 18, 20, 25 thì cơ thể của mình cũng rất là khỏe mạnh, có nghĩa là có thể vượt qua mọi bệnh tật, vượt qua mọi thứ, cơ thể của ta khỏe mạnh hơn ghê lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta đã có chồng và sinh con thì cơ thể của chúng ta nó sẽ thay đổi hoàn toàn, sức khỏe của chúng ta nó cũng sẽ lần lần nó yếu đi và nó xuống bớt đi, chứ cái đề kháng trong người chúng ta nó cũng sẽ không còn mạnh. Cho nên là nếu như mình chăm sóc bản thân mình được chừng nào thì hãy cố gắng, nhất là hãy ăn uống cho thật là đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Bất cứ ai cũng vậy, cũng nên ăn cơm ít, ăn ít cơm, ít tinh bột lại, nhất là tinh bột ở trong cơm á mọi người, và đường, và sử dụng đường ít lại. Mình ưu tiên những món ăn lành mạnh hơn, tại vì nếu như lúc trẻ thì sao cũng được, còn khi mà chúng ta càng ngày mỗi càng lớn tuổi lên rồi thì sức khỏe của chúng ta nó sẽ khác hoàn toàn đi. Từ lúc mình qua Mỹ đến giờ và mình sinh hai đứa con ra thì mình mới nhận thấy rằng là sức khỏe của mình nó không còn như hồi lúc mà mình còn trẻ nữa, lúc mình còn khoảng đôi mươi á, còn bây giờ thì sức khỏe của mình cảm thấy nó khác đi. Nhờ mình uống những cái loại này nè, mình thấy mình là đỡ hơn, tốt hơn, nó khỏe hơn. Ví dụ như tóc mình hồi trước thì mình sanh con á, tóc mình nó cũng rụng dễ sợ, nó rụng dữ lắm, tay móng chân thì yếu mềm giòn dễ gãi, da mình nó cũng sẽ xấu đi. Nhưng mà từ lúc mà mình qua Mỹ đến giờ thì mình thấy da cái làn da mình nó phục hồi hơn, nó sẽ tốt hơn lúc mà mình ở Việt Nam rất là nhiều, bởi mình mới thấy là cái tác dụng của những cái loại thuốc này nè nó vô cùng mạnh, vô cùng tốt, nó giúp cho cái da mình, nó hỗ trợ cho cái da
da mình nó rất là đỡ luôn đó mọi người. Mình nói thật đó, cái da mình bây giờ nó đỡ hơn hồi xưa rất là nhiều luôn, lúc mà mình trước khi mình qua Mỹ đó, cho nên mình cũng cảm thấy rất là hài lòng, rất vui khi mà cái da mình nó hồi phục quá. Thì những cái loại này thì không phải mình uống hết một ngày chừng này loại đâu mọi người ha. Nếu như một ngày mà uống hết chừng này loại vô là cháy chứ không phải sống đâu. Thì mình chia ra, mình chia ra một ngày mình uống 2-3 loại chứ đó. Ví dụ như ngày hôm nay thì mình uống một viên này mọi người nè, rồi thêm một giờ 2 viên này nữa, rồi thêm vitamin C nữa, đó là ngày hôm nay. Rồi xong rồi qua ngày hôm sau thì mình uống một viên này, rồi mình uống thêm một viên này, rồi mình uống thêm một viên này nữa, thì thôi đủ rồi. Qua ngày hôm sau nữa thì mình chia ra mình uống thêm vitamin D3, rồi mình uống thêm B12, rồi mình uống thêm canxi. Đó, cứ mỗi ngày mình chia ra 3 loại mình uống. Thường thì phụ nữ chúng ta phải cần nhất là có 10 loại vitamin. Vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin K, vitamin B6. Rồi rất là nhiều loại vitamin dành cho phụ nữ của chúng ta. Thì mình không có uống hết một ngày 10 loại đó. Mình không uống hết một ngày được hết một ngày 10 loại đâu mọi người ha. Thì mình bản thân mình kinh nghiệm của mình uống thuốc thì mình cứ chia ra bữa ngày này, ngày hôm nay thì mình uống 3 loại, ngày hôm sau nữa mình uống 3 loại, ngày hôm sau nữa mình uống 3 loại, cứ mình cứ xoay dòng vậy đó. Rồi mình nhớ tới đâu thì mình uống cái đó, mình nhớ tới đâu thì mình uống cái đó, chứ không phải là mình phải uống đều đặn. Ở đây mình không có hờn, mình nhiều khi mình quên mình không uống tới. Mình không có ý là cứ ngày nào mình nhớ thì ngày đó mình đi lấy thuốc bổ, ngày nào mình nhớ thì mình cứ lấy 2-3 viên, mỗi loại 1 viên nữa mình uống vô. Vậy đó mọi người. Thì tốt nhất là mọi người nên tìm những cái loại vitamin, và đa số ví dụ như những cái loại mà những cái mọi người thấy cái loại này không, thì tốt nhất thì mọi người nên tìm những cái loại mà tổng hợp luôn á. Cái tổng hợp như là có 5-6 loại vitamin nhá, vô cùng một cái loại như vậy đó, để mà uống á, cho nó khỏe hơn là mua từng loại. Ở Việt Nam nó cũng có bán rất là nhiều loại thực phẩm chức năng, có bán rất là nhiều loại thuốc mà để hỗ trợ cho phụ nữ đẹp tóc, đẹp da, đẹp móng tay vậy đó. Thì tùy theo kinh tế của mỗi người, tùy theo cái túi tiền của mỗi người mà đi mua về mà để uống mọi người ha. Theo mình biết bây giờ ở Việt Nam, hàng Mỹ xách tay, hàng Nhật xách tay, hàng Đại Hàn giờ là xách tay về Việt Nam rất là nhiều loại thuốc. Nếu như mà ai mà có điều kiện, có khả năng, có cơ hội thì cũng nên mua những thực phẩm xách tay ở nước ngoài đem về uống, nó rất là tốt hơn nữa, nó rất là tốt, rất là nhiều mà đảm bảo an toàn nữa. Qua cái video này mình muốn chia sẻ cho mọi người vậy đó. Còn nếu như mọi người nào mà có muốn tìm hiểu thêm, muốn uống hay là muốn những cái loại như thế này, như thế nào, sao thì mọi người có thể comment ở dưới cho mình sẽ trả lời cho mọi người. Tại vì nhiều khi mình làm video này mà nó cũng không có đầy đủ ý, mình nói cũng chưa có hết. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nếu như mọi người yêu mến mình thì hãy like và subscribe cho mình ha, và share để mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và video của mình tới đây cũng là xin kết thúc. Mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của mình. Mình chúc cho mọi người luôn luôn gặp nhiều sức khỏe và thật là khỏe mạnh. Và chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn xinh đẹp mọi người ha. Bye bye, chào mọi người.